Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc và sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Từ vị tháng 9 âm lịch của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy, tuổi Đinh Sửu 1997 có vận trình tốt đẹp, công việc hanh thông, thuận lợi. Do được tam hợp cục với tháng nên những gia chủ tuổi Sửu được quý nhân tương trợ giúp đỡ, khiến cho mọi việc đều diễn ra thuận lợi, tiền bạc ùn chảy vào chật két. Để biết được vận trình tuổi Đinh Sửu trong tháng 9 âm lịch gặp được những may mắn gì, thành tựu trong tháng 9 rực rỡ ra sao và còn có những điểm gì cần lưu ý, xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh sản hạ thủy có đặc trưng là rất nỗ lực làm việc. Họ cũng chẳng nề hà gian khó mà luôn hướng tới mục tiêu đã định. Họ đặc biệt là không thích ồn ào, không thích gây chuyện thị phi. Gặp người yếu đuối, họ sẵn sàng giúp đỡ hết mình chứ tuyệt nhiên không có ý định hiếp đáp. Người này có tinh thần hiệp nghĩa hiếm có, luôn đứng về phía lẽ phải. Họ không run sợ trước cường quyền, không khoanh tay bó gối đứng nhìn kẻ xấu, chẳng nhắm mắt lắng ngơ khi thấy người nguy nan. Giai đoạn này, người tuổi Sửu sinh năm 1997 đang bước vào khoảng thời gian quan trọng trong sự nghiệp. Bản mệnh có thể phải chịu áp lực khá nặng nề từ công việc mới, môi trường mới, vì thế cần có sự cổ vũ, động viên của người thân cũng như sự tích cực chủ động của chính bản thân mình. Đây là khoảng thời gian bạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, vì thế cần chủ động trò chuyện, tâm sự với cha mẹ hoặc những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng, kẻo dễ gây stress. Bạn mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến công việc. Hãy xác định nhiệm vụ của chính mình là gì để thực hiện cho đúng. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp canh dương kim nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra, làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp con vận. Xem tử vi tháng này, người tuổi Đinh Sửu được các tinh hỗ trợ mạnh mẽ, phương diện sự nghiệp của đương số có nhiều điểm sáng, thành tích được cải thiện. Bạn được quý nhân giúp đỡ tìm ra phương pháp làm việc phù hợp hơn, năng lực tiếp thu kiến thức cũng mạnh hơn, khiến cấp trên và đồng nghiệp rất hài lòng. Quý nhân có thể là những người ở ngay bên cạnh bạn, giúp đỡ bạn gặp gỡ những rắc rối trong công việc, và giúp bạn nhìn ra định hướng đúng đắn cho sự nghiệp, công việc trong tương lai. Tuy đôi lúc không tránh được việc bị các yếu tố bên ngoài chi phối, gây mất tập trung, nhưng may là mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát và kịp thời sửa chữa nên không ảnh hưởng gì quá lớn. Với một số bạn vẫn đang đi học thì việc thi cử trong thời gian này cũng có thể đạt được thành tích như mong muốn, dễ dàng đạt được học bổng. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Đinh Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vì mới ra trường, công việc chưa ổn định nên con giáp này lo lắng về vấn đề tài chính. Nhưng đừng quá vội vàng, nôn nóng, công việc nào cũng cần thời gian để làm quen và thích nghi. Trước mắt, công việc hiện tại cũng đủ cho bạn chi tiêu cho bản thân mình. Nhờ những khoản tiết kiệm cẩn thận trước đây nên mệnh chủ có thể tự sắm cho mình những món đồ yêu thích từ lâu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về sức khỏe. Người sinh năm 1997 có một nền tảng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật.
Ngoài ra cần chú ý đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi cho phép để tránh tai nạn, sự cố ngoài ý muốn. Các gia chủ Đinh Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Vốn dĩ tuổi Đinh Sửu rất hòa đồng, tính cách dễ chịu, nên dù là nam hay nữ mệnh, đi đến đâu cũng luôn được hoan nghênh và yêu quý. Trong năm nay, sự khéo léo tiếp tục được phát huy, giúp con giáp này dễ dàng kết giao với những người bạn mới, không chỉ giữ mối quan hệ tâm giao thân thiết, chung sở thích mà còn rất hữu ích trong việc trao đổi bài vở, việc học tập thêm phần hiệu quả. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần vào Ngọ thành Hòa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Đinh Sửu trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 9, tức 27 tháng 9 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 9, tức ngày 9 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 9, tức ngày 21 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Đinh Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Sửu trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 9, tức ngày 2 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 9, tức ngày 14 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Đây là 2 ngày cắt lành trong tháng để gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Đinh Sửu 1997 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.